tôi cũng ngu ngốc như vậy quả nhiên không phải là một gia đình không vào một cửa hiệu trưởng vương lời này có chút nghiêm túc rồi tối nay mọi người tụ tập vui vẻ nhé không cần phải làm như vậy giáo viên âu dương chuyện này không liên quan đến anh tôi khuyên bạn đừng can thiệp âu dương tu tuy là giáo viên cũ của trường nhưng vương thiên cao là phó hiệu trưởng của trường cho dù đó là địa vị hay thành phố, cũng không phải âu dương tu có thể so sánh tổng trước đây đều là lời tốt nói đây là cho hắn mặt mũi ta vương thiên cao không cần cho cái mặt mũi này bạn có nghĩ điều này rất uy tín không chẳng lẽ tôi nói không đúng sao bạn nói đúng không nhưng anh vừa hét vào mặt em gái tôi tôi đã thề sau khi tôi trở về, sẽ không để ai bắt nạt em gái tôi nữa. Bây giờ tôi sẽ cho bạn một cơ hội để bù đắp. Xin lỗi em gái tôi, tôi có thể cân nhắc tha cho anh. Để tôi xin lỗi cô gái nhỏ này. Cậu Mi có thể không? Vì vậy, đây là sự lựa chọn của bạn. Một bên xem kịch vân cảnh sơ. Biết đã đến lúc phải chơi. Nghĩ chỉ cần tùy tiện mở miệng nói một câu, bạn có thể dễ dàng giải quyết cuộc khủng hoảng hiện Điều nay. Điều này không chỉ có thể giả vờ ép buộc trước mặt mọi, mọi còn người... có thể làm cho Lâm Phong biết ơn chính mình. Được rồi, hôm nay tôi làm chủ. Mọi người nói ít đi. Đừng làm như vậy. Hiệu trưởng Vương cho tôi một cái mặt mũi. Chuyện này cứ quên đi lâm phong là bạn học cũ của tôi em gái anh ấy cũng là em gái tôi nếu vân đọc đều mở miệng tôi tự nhiên muốn cho cái mặt mũi này Lâm phong bạn còn không cảm ơn cảnh sơ hôm nay nếu không phải cảnh sơ giúp người thì người đã khổ rồi không cần bạn học cũ lâm phong ý anh là sao tôi nói hộ anh anh còn đánh tôi tiếng cầm của đám mây. lâm phong trực tiếp lựa chọn bỏ qua cho bạn 10 giây cuối cùng để lựa chọn nếu không xin lỗi em gái tôi tôi đảm bảo anh sẽ không sống qua đêm nay nếu anh nghĩ tôi đang đùa bạn có thể thử cuộc sống của mình ba mươi hai xin lỗi tôi là phó hiệu trưởng của đại học kim lăng khả năng mở rộng sẽ cùng với một người thuộc tầng thấp nhất của xã hội nó xin lỗi có ích gì cô gái nhỏ này xin lỗi tôi vừa nôn ra đường giờ anh đã xin lỗi vậy chuyện vừa rồi coi như đã qua rồi tôi không muốn vì chuyện này khiến em gái tôi bỏ học hay gì đó con hiểu không đó là tự nhiên hy vọng bạn có thể làm được nếu không tôi hứa sẽ không để bạn nhìn thấy mặt trời ngày mai thay âu dương bữa cơm này tối nay sợ là không ăn được nữa sau này có thời gian tôi sẽ mời bạn một mình vừa qua một con rắn tại sao hiểu phong không hiểu đạo lý này tiểu dương đi thôi Đứng lại Lâm Phương cô tát tôi và muốn đi Cậu My có thể không Lâm Phong Người đánh ta một cái tát liền muốn đi như vậy Cậu My có thể không Sao anh nghĩ một cái tát là không đủ Còn muốn bị vệ sĩ thêm vài lần nữa Tôi nói với tư cách là Vân Đồng Bên cạnh sao lại không có vệ sĩ Tất cả đều được giấu trong bóng tối Đại hàng dẫn đầu này không phải là triệu hổ sao Tôi đã thấy anh ấy trên TV Không chỉ là lính đặc nhiệm đáng nghỉ hưu Cũng đã giành được liên minh xe buýt tỉnh Giang Nam một 100 trận đấu Xin vệ sĩ cấp này một năm phòng trường cũng phải một triệu đồng dù sao lâm phòng cũng là tên gọi chung của ngày xưa bạn có thể vui vẻ một chút bạn cũng thấy rồi không phải tôi muốn tìm việc hắn không chút do dự liền cho ta một cái tác bạn nói tôi là vân cẩm xuất hiện ở cũng là nhân vật nổi bật của thành kim lăng lúc này nếu là tôi thì quên đi làm thế nào tôi có thể trộn lẫn sao này? Con trai, con có gan lắm. Ngay cả Vân Đồng chúng ta cũng dám đánh. Có phải muốn chết không? Tiểu Phong, nhanh chóng xin lỗi cảnh sát. Giáo viên Âu Dương, không phải tôi không cho bạn mặt mũi. Chuyện hôm nay chắc chắn không phải là một lời xin lỗi có thể giải quyết được. Vậy anh muốn gì? Bảo Lâm Phong quỳ xuống xin lỗi. Hãy để tôi hút thêm 10 cái miệng lớn nữa. Chuyện này quên đi. Một chiếc ghế rồng cũng giá một lần ba lần mà ba lần khiêu khích ta. Lâm Phong, anh đang tìm cái chết à? Khổ không phát huy. Cô thật sự nghĩ tôi là Hello à? Đi hủy bỏ anh ta cho tôi chú đẹp trai quá lý tiểu khả sùng bái lâm phong không được những ngôi sao nhỏ sắp xuất hiện trong mắt lâm vân giao lại có vẻ rất bình tĩnh bởi vì hắn biết anh trai là người tu tiên đối phó với mấy con cá thối tôm thối còn không phải là dễ dàng dạ. nào bạn dám kiêu ngạo như vậy hóa ra là hai hộp riêng nhưng đó là tất cả tôi không cần phải làm gì với anh triệu hổ một năm tôi chi hai triệu mười bạn bây giờ bạn có thể sử dụng bàn tay của bạn vân đông bạn yên tâm tôi sẽ cho bạn biết ngay bây giờ hai triệu bông hoa của bạn có đáng không đây là vệ sĩ hai triệu à? Cũng không tốt lắm. Không thể nào. Lâm Phong, anh tuyệt đối không thể nào chào được. Chắc hẳn bạn đã sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu. Tôi là chủ tịch công ty đại chúng. Hàng trăm triệu đô la và anh chẳng là gì ngoài rác rưởi. Hồi con ở trường, anh đã ép tôi khắp nơi. Giờ anh còn muốn ép tôi nữa không? 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây bạn lấy gì để so sánh với tôi tại sao bạn lại kiêu ngạo với tôi cho dù ngươi có thể đánh thì sao ngày nay thế giới này có thể đánh là vô dụng Vân tỉnh ra một loạt sinh nở chỉ để chút giận trong lòng tưởng rằng dùng những lời như bạn vậy. có thể lấy lại khuôn mặt vừa bị mất mà Lâm Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn mặt Vân tỉnh ra chân linh trong lòng bỗng nhiên cảm thấy buồn tẻ vô bụi ừ. đỏ sóng lớn giữa cát năn tan thời gian sông dài tràn qua những chuyện xưa khó quên đó cuối cùng cũng chỉ là khó khăn một chút sóng chỉ có ý định của đạo mới là vĩnh cửu chẳng có gì để nói với anh cả đi thôi Lâm Phong, tôi nói với anh chuyện này chưa kết thúc Tôi sẽ không để cô đi Tôi sẽ cho anh biết Hiện tại khoảng cách giữa em và anh là bao nhiêu? Có vẻ như anh muốn ép tôi làm vậy. Bây giờ bạn không thể đánh bại người khác, muốn miệng rẻ tiền làm gì? Nên tư vấn thì tư vấn, người khác muốn đi thì cứ để họ đi là được rồi, đến lúc đó sẽ âm thầm trả thù, không phải là hạnh phúc sao? Nếu anh không muốn thì thôi đi. Vậy ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ hãy tìm cho tôi người mà anh nghĩ là giỏi nhất, cho dù có bao nhiêu tôi đang đợi ở đây. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Những gì bạn nói là sự thật, thiên nhiên là thật. Nhưng bạn phải biết, trên thế giới này không có bữa trưa vô cớ. Nếu tôi đồng ý để bạn tìm người, nếu đến lúc đó người mà bạn tìm đến không xử lý được tôi, bạn sẽ phải trả giá tương ứng. Giá nào? Theo lý thuyết mà nói, cái giá này hẳn là mạng của người. Nhưng dù sao chúng ta vẫn là bạn học cũ. Tôi sẽ giảm giá cho bạn 20%. Tay tay chân của bạn là được rồi. Nhưng tôi khuyên bạn nên chọn dừng lại ngay bây giờ. Nên thua thì phải thua. Thế giới này nước rất sâu, cậu không giữ được đâu. Cái gì gọi là nước sâu? Tôi không giữ được. Có nách dưới đáy giếng. Làm thế nào để biết thế giới bên ngoài? Tôi sẽ cho bạn biết ngay bây giờ. Khoảng cách giữa anh và em là bao nhiêu? Vương tổng nào? Tôi là Vân cẩm gia của tập đoàn Thiên Tỉnh. Lần trước em còn ăn cơm với anh. Hóa ra là thông minh, nhà đầu tư dự án xây dựng trường đại học. Vân Đồng sao? Cô có việc gì không? Vân Đồng với tên này không dám làm. Bạn trực tiếp gọi tôi là Tiểu Vân là được rồi. Đúng vậy. Choan Hương phải không? Tôi ở ngay gần đây. Ước tính 10 phút là có thể đến. Yun rong, Vương rong mà bạn vừa nói đến. Lan đạo sĩ tốt. Đó là vương đồng của tập đoàn xây dựng Thanh Long. Vân đồng có thể có thành tựu ngày hôm nay, quả thật là rồng phượng trong nhân dân. Sau này nhất định xin hãy chăm sóc nhiều hơn. Yên tâm đi, uống nước không quên đào giếng người. Các ngươi là người của ta, lập ta mây giếng ra quên nước. Cũng sẽ không quên các người Chú, nếu không chúng ta đi thôi Bạn và tiểu giao đi trước đi Tôi sẽ tự quay lại Chú đừng bốc đồng Tập đoàn thanh long này thật sự không dễ gây rối Tiểu khả, đi thôi, tôi tin anh trai Ai đang gây rắc rối cho bạn? Đó là anh ấy, đó là tôi. Bạn có thể làm được rồi. Cao lãnh Lâm Phong, mẹ nó mày còn dám khoe khoang nữa. Ngươi có biết người bên cạnh ta là ai không? Đầu rắc rối nhỏ của bạn thật sự không biết trời cao đất dày. Vương Đấu, anh đánh nhầm người rồi. Tôi đánh chính là đồ chó này của bạn. Bạn anh là cái quái gì vậy? Cũng dám tìm cao nhân phiền phức. Vương Đạo hắn không phải cao nhân, chắc chắn bạn đã bị lừa. Tên hắn là Lâm Phong, bạn học đại học của tôi, chỉ là một đứa trẻ nghèo. Bây giờ vẫn là người thất nghiệp, hắn có thể là ai? Cậu nhất định phải hiểu cho rõ. Ý bạn là tôi bị mù. Không, tôi không có ý đó. Anh ta có thể đã lừa dối bạn bằng cách nào đó. Im đi, Gawon, tôi đã tìm thấy cô. Tôi giao dịch ở cửa hàng bách hóa ra. Cho dù đợi cả ngày cũng không thấy người của bạn. Quần áo tôi tặng bạn lúc nãy. Đủ để đối phó với một số điều kỳ lạ. Mày còn tin ta có việc gì? Lá bùa mà anh đưa cho tôi. Mặc dù ra vàng gây sốc chết người, nhưng đến tối, lông thú trên công trường đổ ra và sụp đổ vô cớ, giết chết tám công nhân. Điều kỳ lạ hơn là người đã chết tự đứng lên, đi vào núi. Ta cũng không sợ người cười ta vương sung đi qua nam, vượt qua bắc ăn cơm mềm, uống nước sạch, khôn rắn độc. Nhưng chuyện xác chết giả này lúc hoàng hôn Thực sự vượt quá sự hiểu biết của tôi Việc của bạn trước tiên hãy chờ đợi Mày muốn gì? Vừa rồi tôi đã nói với bạn rồi Nước trên thế giới này quá sâu Cô không nắm được Giờ anh thua rồi Lâm Phương, bạn không thể làm như vậy Nhìn bạn học cũ Tha cho tôi lần này được không? Vừa rồi tôi cũng bị ghi đầu Thực ra, tôi không mấy vui vẻ với anh Không đi tới cao nhân không chỉ biết được huyền ngạo chi thủ Bộ tay này cũng cực kỳ không thuộc tục Vua tôi không phục Đừng lúc nào cũng gọi tôi là cao, cao này rất khó xử Cứ gọi tôi là Lăng Phong là được rồi Gọi tên quá thân phận tôi nên lớn hơn anh vài tuổi cứ nhờ chủ lớn gọi bạn là anh trai bạn thấy thế nào? tùy anh vậy thì gọi là anh trai không biết anh trai đối với người vai hoàng ký ước có ý kiến gì chuyện này của bạn bây giờ tôi còn chưa thể đưa giá kết luận cho bạn phải đến công trường xem một chút mới được vậy chúng ta đi ngay bây giờ hãy nói về giá trước đã bạn cũng đừng nói tôi ngồi xuống đất giá khởi có một triệu đô la cho việc này tôi không thể giúp bạn được đừng nói một triệu nữa miễn là anh trai có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này tôi sẽ cho anh 5 triệu hành động này của vương Sung không khỏi để cho lâm phong cao nhìn hắn không có thể từ một lần vô danh để vị trí này ngày hôm nay không phải ngẫu nhiên Quy mô của công trường không nhỏ, chính là nơi này phong thủy hình như không tốt lắm, không thể nào, phong thủy nơi đây là một vị đại sư tham gia xem qua, chắc chắn là kho báu phong thủy hạng nhất. Nếu phong thủy không tốt, năm nay đại học cũng không thể xây ở đây. Bạn có biết đó là cây gì không? Tất nhiên là cây liễu, nếu ngươi biết đây là cây liễu, vậy thì không thể lạ sao? Cây liễu được sinh ra với nước. Bên dòng suối trong núi này, hóa ra là hai cái cây liễu có đường kính rộng 1 mét. Em có thấy bình thường không? Sau khi Lâm Phong nói như vậy, anh cũng còn thấy có gì đó không cây ổn. Cây liễu bình thường, thân cây đường kính có thể có 30 đến 40 cm. Bên, Bên trong ngọn núi này lại có cây liễu dày dặn như vậy. Điều này rõ ràng không phù hợp với quy luật tăng trưởng tự nhiên. Gió thì tan, cặp nước thì thôi, cặp núi thì gậy. Nhìn quận sóng liễu bản trước núi này xem, được dưỡng ẩm bởi âm khí thô và lớn. Nhìn lên lần nữa, ngọn núi này cao hàng trăm mét, lại chia làm hai. Cột đôi, nắng khó vào. Vào ban đêm, máy tạo độ ẩm sương mù rất nhiều mây và ẩm ướt, hình thành văn phòng Tây Tạng Anh Sơn địa điển hình nhất. Nhưng rồi lại một lần nữa Phong thủy nơi đây cũng rất tốt Nhưng đó là dành cho quái vật vàng Đối với con người, một nơi tốt để nuôi xác cho ở đây, không chừng mười mấy năm nữa là có thể biến thành cương thi Lâm Lâm, anh bạn, vậy bạn nghĩ bây giờ nên làm gì? cho bạn hai lựa chọn đầu tiên là chặt hai cây liễu này sau đó chuyển hai ngọn núi này thành đất bằng phẳng để cho cái cây này tiêu tán âm khí là được rồi không được hai cây liễu chặt đi nhưng núi tái hồ này nhưng là một khu vực cảnh quan rừng quốc gia cấp năm a không thể nào nổ tung được lâm não đệ hay là nói lựa chọn thứ hai đi lựa chọn thứ hai là bạn chọn lại địa điểm tôi có thể giúp bạn chọn một nơi tốt đảm bảo thời tiết của bạn thuận lợi bình an anh lâm anh cũng thấy rồi dự án này sắp kết thúc rồi bây giờ đổi chỗ sẽ mất một tỷ có cách nào khác không mười năm trước hắn bị bí ẩn lão giả bắt đi tu tiên. mười năm sau hắn lấy kim đan kỳ đỉnh cao tu sáu mạnh mẽ phạm lỗi. anh lâm, dự án này sắp kết thúc rồi. nếu bây giờ đổi chỗ, sợ là phải lỗ hơn một tỷ đồng. bạn có cách nào khác không? tôi không thể giúp bạn thay đổi hợp đồng ở đây. nếu một khi buộc phải thay đổi tất cả cư dân trong bán kính 50 dặm sẽ bị ảnh hưởng. Nguyên nhân và kết quả này quá lớn. Đừng nói 5 triệu, cho dù anh cho tôi 50 tỷ, tôi cũng sẽ không làm. Nhiều nhất tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trả lại xác chết giả. Đối với những người khác, bạn tự làm đi. Vương Sung nghe được Lâm Phong từ chối. Đoán như... này hắn cũng không tốt nói thêm cái gì Ông nữa. Ông chủ, anh Lâm, đây là Trương Văn, là giám đốc dự án của dự án này, cũng là cánh tay phải của tôi. Trương Văn biết tính cách của ông chủ mình, có thể được anh ta gọi là em trai thì nhất định phải có chuyện đi đến một số chuyện kỳ lạ xảy ra trong những trang Trương Văn lập tức hiểu ra, đây chắc hẳn là vị cao nhân được bán phúc kia. Tôi là Trương Minh, nếu không kết bỏ, gọi ta một tiếng minh tử là được không thể nào chỉ tốt hơn các người một chút thôi ha <laughs> ha người con nói chuyện là có triết lý bây giờ tôi đến gần núi xe một chút tôi sẽ đi với cô không cần đâu bạn đi theo tôi thì không tiện đâu ông chủ người này không đơn giản đâu tốc độ nhanh như vậy chắc chắn là một vũ công cậu tìm cái đinh ở đâu vậy ý anh là anh ấy là một vũ công phải là vũ công người bình thường cho dù tập thể dục mạnh mẽ tốc độ cũng không thể nhanh như vậy chỉ có những vũ công tạo ra nội lực để đạt đến trình độ của anh ấy Sếp, những gì tôi nói với bạn trên điện thoại là sự thật. Lâm Phong này thật sự có thể bay. Tôi tận mắt nhìn thấy tiếng chúc phúc của anh ta liền biến mất. Tôi mệt quá. Bạn đừng làm nữa được không? Tiểu Hồng, chắc cô bị lóa mắt rồi. Ngay cả vũ công cũng không thể bay. Bạn có biết khái niệm bay là gì không? Sau này đừng nói nhảm nữa. Từ khi Tiểu Long lần trước nhìn thấy cảnh Lâm Phong bay lên trời, Về gặp người thì nói mình nhìn thấy người bay rồi, nhưng không ai tin anh ta cả. Đều nói anh ta nhìn nhầm. Lâm Phong này rốt cuộc là ai? Vẽ thành phố Đông Phong, bây giờ là một vũ công. Sếp, Thanh Long bang chúng ta bây giờ đã phát triển đến cổ trai. Muốn tiến thêm một bước nữa, bạn phải tìm kiếm sự phù hộ của các phu công. Hơn nữa những ngày này có chút không yên bình. Tôi nghi ngờ mọi thứ không đơn giản như vậy. Rất có thể là có người muốn giết chúng ta. Bây giờ lăng phong này là cơ hội của chúng ta. Băng tử, người nói tốt lắm. Núi Thái Hồ này nổi núi từ Kim Sơn của thành Kim Lăng nằm ở cuối Long Mạch, độc làm ẩm bởi chi nhánh của rừng. Làm sao đất có thể hình thành hóa quốc ẩn trên núi? Lâm Phong nhìn núi sông trước mắt như có suy nghĩ. Đột nhiên một mảnh đất thu hút sự chú ý của anh. Nước có viên ngọc rồng mị, khi nổi có âm dương. Nơi này chẳng lẽ còn có đá âm khẩn cấp sao? xem ra lúc ở đây không xa sẽ có lúc thu âm có khí vỡ của âm thanh tôi có thể bước vào giai đoạn nguyên âm khi lăng phong đến trong động trên một tảng đá xanh lớn còn sót lại hơi thở khi thu rõ ràng là đã bị người khác đánh bại rồi và nó vẫn còn cách đó không tin thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc gợi thơ hơi đừng tới đây ngươi là ai sao lại ở đây không không phải anh đã bắt tôi sao tất nhiên là không tên tôi là giang tây ninh là sinh viên năm nhất tại học kim lăng tối qua tôi đến quán net chơi game sau đó đừng nói nhảm nữa hãy tập trung cái vào cái gì đây. tôi rõ ràng là đến tìm phi công làm thế nào để vào quầy hàng một tôi không số biết giác số. sao lại mất đi. Sau khi tỉnh lại đã xuất hiện ở đây rồi, anh trai. Bố tôi cử anh đến đây để cứu tôi à? Không phải tôi, tôi chỉ đến đây để. Cậu có thể cứu tôi không? Tôi có thể cho bạn tiền, bạn có thể cho tôi bao nhiêu tiền? Mười nghìn lẻ một nghìn đồng. Cô làm tôi rất khó làm việc cho cô. Ý tôi là 13 triệu. Đây là tiền tiêu vặt của tôi một tháng rồi. Quả nhiên là mười cô gái chính người giàu. Ngoài ra còn có một sản phẩm. Xem ra thân thiết. phận của thiếu nữ này rất không đơn giản. Có thể bị trói ở đây, có lẽ là vì chuyện gì đó. Nhưng 13 triệu cũng đủ cho tôi. Cô đi theo tôi, tôi sẽ đưa cô ra Đại ngoài Đại ca ca, nhìn phía sau bạn xem Đây hẳn là vương trọng khẩu trùng tám công nhân lừa thi thể Không ngờ lại xuất hiện ở đây Sát sống đâu? Đã bị hỏng rồi Đi thôi Tám bài thơ tôi để lại Tất cả đều bị nổ thành từng mảnh Chẳng lẽ là có huyền tiến võ giả ra tay rồi Muốn là răng ra gia phải người đến cứu tiểu nhà đầu kia Họ có thể tìm thấy ở đây Nhà răng này có chút bản lĩnh Nhưng nó không kết thúc dễ dàng như vậy anh Lâm, cuối cùng anh cũng về rồi. Đây là xin chào. Tên tôi là Giang Tây Ninh, xin hãy tư vấn thêm. Bạn là công chúa nhỏ của gia đình Giang. Giang Tây Ninh, anh biết tôi mà, hơn cả biết. Cậu mất tích tối qua, bây giờ bên trong nhà bạn đang tìm bạn điên rồi. Anh Lâm, sao anh lại ở với cô Giang? Hắn bị bắt cóc, tôi đã vô tình cứu anh ấy. Thì ra là vậy. Anh Lâm, lần này anh sẽ may mắn đấy. Tôi sẽ thông báo cho người giảm giá. Bây giờ anh đã an toàn cũng nên thực hiện lời hứa vừa rồi tốt nhất anh đừng có vỡ nợ với tôi tôi nhận tiền không nhận người đại ca bây giờ điện thoại di động của tôi không có cũng người cũng không thể chuyển tiền cho bạn lát nữa người trong nhà tôi đến đây tôi yêu cầu họ đưa cho bạn được không vâng tất nhiên hóa ra là dương thiên bảo chủ dương sao chú lại đến đón con cô ơi lần này người coi như là người trong nhà lo lắng chết rồi chủ dương anh trai này đã cứu con tôi đã hứa sẽ trả cho anh ta 13 triệu bạn nhanh chóng giúp tôi chuyển tiền cho anh ta đi. Dương Thiên Bảo Văn Ngôn nhìn về phía Lăng Phong, Giang Tây Minh mất tích đêm qua, tối nay sẽ được cứu dễ dàng và yêu cầu bồi thường hơn 10 triệu. Thật khó để anh ấy không liên tưởng. Tên cậu là gì? Cô ấy đã cứu cô gái nhà tôi ở đâu? Điều này bạn không cần phải hỏi nữa, chỉ cần đưa tiền cho tôi là được. Cô là tiểu thư nhà tôi, cái này chắc chắn là phải báo. Nhưng mọi thứ vẫn phải rõ ràng hơn. Vô một bên, tôi nhận thấy có gì đó không ổn, nhanh chóng cười đánh vòng tròn anh trai. Đây là bạn tốt của tôi. Vừa rồi là tôi gọi điện thông báo cho bạn. Tôi không hỏi anh, bạn cắm miệng gì ở bên cạnh? Vương Sung Văn mồn sắc mặt khó xử. Không ngờ Dương Thiên Bảo lại không cho mình thể diện như vậy. Chú Dương, chắc chú hiểu lầm rồi. Chính người anh trai này đã cứu tôi, thưa cô. Thế giới này không đơn giản như bạn nghĩ. Tôi sẽ xử lý tốt mọi việc. Bạn, bạn cứ ở bên cạnh xem là được rồi. Nếu bạn không thể cho tôi một lý do thích hợp, vậy tôi chỉ có thể đưa bạn về nhà Giang để điều tra. Tôi không có thời gian để điều tra. Tôi sẽ cho hai người lựa chọn đầu tiên. Đưa tiền đây, chúng ta không nợ nhau. Tôi sẽ giết cô gái của bạn ngay bây giờ. Như vậy không tính là cứu người. Muốn tiền hay muốn chết, bạn tự chọn đi, thằng nhóc. Tôi sẽ cho bạn một cơ hội khác để sắp xếp lại ngôn ngữ Em có chắc là em không đùa với anh không? Đừng giả vờ trước mặt tôi Bây giờ tôi sẽ cho bạn 10 giây để lựa chọn Sau 10 giây giết không tha 19 không. Các người xem ta là giống người hay là giống tâm Trước đây rõ ràng đã đánh chết ý chí rồi Sao bây giờ lại xuất hiện ý chí? Chủ Dương, tình huống thế nào vậy? Luôn luôn là một con vật Đừng lo Cô gái nhỏ, nhưng tôi giống người hay là hẹn hò Tôi không biết khi một con vật sống lâu, nó có thể được sinh ra. Lăng trí không ngờ hôm nay đạo sĩ bị ta gặp. Đáng tiếc xúc sinh cuối cùng chỉ là xúc sinh. Nếu dám trêu chọc tôi, vậy thì phải trả giá bằng mạng sống. Ông chủ, Dương Thiên Bảo này chắc chắn là một vũ công. Có thể bị Giang ra đại tiểu thư gọi là người thua cuộc. Có thể là người đơn giản không? Nhìn về bình tĩnh của anh Lâm, chắc là không tệ hơn dương thiên bảo nhưng phòng trường cũng không mạnh quá nhiều anh lâm anh nghĩ ai sẽ thắng con sói chuột đỏ già này lúc nào cũng chơi mà thôi cậu nói ai sẽ thắng không thể nào chủ dương của tôi rất giỏi nhưng là vũ công vàng một tay trò sấm sét dọc ngang thành kim lăng chỉ là một con vật làm sao có thể là đối thủ của chủ dương tôi ngươi xem con vật này cũng không có sức trả đũa chắc lát nữa sẽ bị chủ dương đánh chết vũ công vàng lão già vẫn dạy lâm phong tu tiên thuật cho nên đối với cảnh giới võ đạo không rõ này. lắm không tệ võ đạo cảnh giới chia thành thiên địa huyên hoàng giống cảnh mà chỉ có tu luyện ra nội cảnh mới coi như bước vào võ đạo cảnh giới chủ dương của tôi bây giờ là một vị hoàng cảnh vô công giữa kỳ tập là đầm bốc trước khi xét đánh môn quyền này nổi tiếng là mạnh mẽ bỏ núi đánh là không thành vấn đề thiên địa huyền hoàng hoàng tĩnh là cấp cao nhất sao hoàng tiến là cấp nhập cảnh sau đó là huyền tiến địa tiến thiên tiến cũng không tốt lắm đâu mày biết gì chứ cậu không biết gì về màu vàng cả tiền võ giả bốn chữ này phân lượng nặng bao nhiêu Tôi sẽ cho bạn một ví dụ. Cuộc thi chiến đấu ở tỉnh Giang Nam, bạn nên biết không? Nếu chủ Dương của tôi đi tham gia, ước tính trực tiếp quét sạch vô địch giành được vị trí đầu tiên. Chủ Dương nói với người thường của thật trên tường rất nhiều so với loại đã trở thành vàng này vẫn còn thiếu một đoạn lớn xem ra ngươi thật sự không hiểu giang tây ninh xem nam phong không biết gì cả không định nói nhảm với anh ta nữa hắn luôn nhìn Chú cưu Cậu không sao chứ Cậu Lâm Nếu lúc đầu Dương Thiên bảo trực tiếp đưa tiền cho tôi Tôi có thể vì tiền Sẽ ra tay cứu hắn Nhưng bây giờ đương nhiên là tiếp tục xem kịch Tiểu thư Con vật này không đơn giản Đêm nay ta trở sợ là muốn chồng ở đây Vương chóng, Hôm nay nếu ngươi có thể hộ tiểu thư nhà ta ra ngoài Nhà giang tôi nhất định sẽ trả ơn bạn nếu đặt ở bình thường có thể dạy tốt rằng gia loại này danh môn vật. Vương tưởng nhất định không tiếc công sức hiện tại trước mắt yêu vật lợi hại như vậy hắn không muốn làm thằng nhóc này ngươi xem ta giống người hay là giống trái tim Tôi thấy anh như một kẻ quên lãng Thật là Phật tổ Tất cả mọi người đều mặt ngơ Không thể tin được màu da vàng mạnh mẽ như vậy Bị lăng phong chỉ một ngón tay liền bị thi thể giải thể của tám công nhân Bị con trồn già này khống chế Cho nên mới có thể đi bộ Bây giờ thi thể đã bị tôi phá hủy Con trồn già cũng bị tôi giết Dự án của bạn có thể tiếp tục xây dựng Nhưng phong thủy nơi này không tốt sau này chắc chắn sẽ có rắc rối bản thân bạn vẫn phải chú ý một chút cảm ơn anh sejin không cần cảm ơn đây chỉ là một giao dịch bình thường lâm não đệ thật là người trung gian tính tình tôi sẽ chuyển tiền cho bạn Thẻ ngân hàng của bạn thanh toán 5 triệu nhân dân tệ, còn có 13 triệu của các bạn có thể cho tôi được không? Nếu ngươi có thể đánh bại tên khốn đó, sao không ra tay sớm hơn? Nếu bạn ra tay sớm hơn, chủ Dương sẽ không sao đâu. Tại sao tôi phải cứu anh ta? Ta cảm ơn các ngươi sao? Đại tiểu thư gì? Trong mắt tôi cực kỳ kiến, trên đời này không ai có thể dựa vào tài khoản của tôi, không cho tiền, hôm nay người sẽ chết. Sao anh lại giận tôi? Em trai, chỉ 13 triệu thôi. Đối với nhà tôi mà nói không đáng nói. Nhưng bây giờ tôi trông như thế này, Sợ chết cũng không chuyển được Nếu không bạn cùng tôi về nhà Giang Tôi có thể cho bạn gấp đôi giá Thế nào rồi Ngươi còn muốn nợ ta sao Nếu bạn muốn tiền Bây giờ chỉ có thể tin tôi Nếu anh muốn đưa tôi và cô về nhà Tôi nhất định sẽ trả gấp đôi tiền thủ lao cho bạn Nhà vương trùng Giang có phải rất giàu không Gia tộc tưởng là gia tộc đứng đầu toàn bộ ACT Đương nhiên là siêu giàu Hơn một tỷ tài sản nên có Tôi muốn tôi đưa các bạn về cũng được Nhưng giá của hộ tống này phải gấp ngàn lần những gì tôi muốn là tiền mặt, không phải tài sản, chứng khoán. Lần ngang lần đó không phải là 261 sao? Cậu bé, bạn không nghĩ rằng bạn có một số sư tử mở miệng? Sư tử há to miệng là một từ kinh khủng. Bây giờ anh đang cầu xin tôi, tôi mở điều kiện, thỏa thuận nếu bạn muốn, không muốn thì kéo xuống. Đây không phải là chuyện bình thường sao? Và sẽ thêm hàng nghìn tỷ tài sản. Tôi muốn một cái mấy chục tỷ cũng không quá đáng. Không quá đáng. Bạn có biết 26 tỷ tiền mặt nghĩa là gì không? Miệng của bạn mở ra,